Rốt ráo lìa tướng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, rốt ráo lìa tướng. Thầy làm sao do rốt ráo lìa tướng được rốt ráo lìa tướng? Nếu một pháp rốt ráo lìa tướng còn không thể có được, huống gì hai pháp lìa tướng? Thế như lấy ngón tay chạm hư không, vì hư không không có chạm được nên ngón tay không thể chạm, huống gì cả hai đều không có chạm, cũng như hư không, như niết bàn. Bát nhã ba la mật rốt ráo lìa tướng, vô thượng chánh đẳng chánh giác rốt ráo lìa tướng. Thời làm sao dùng lìa tướng được lìa tướng? Phật biết Tu Bồ Đề nói theo thật tướng các pháp, nên chấp nhận lời ấy rằng lành thay, liền nói nhân duyên. Này Tu Bồ Đề, nếu bát nhã ba la mật rốt ráo lìa tướng, vô thượng chánh đẳng chánh giác rốt ráo lìa tướng, do nhân duyên ấy nên có thể được lìa tướng. Vì sao? Vì nếu một pháp nhất định có tướng chẳng phải không, thời đó là tướng pháp thường chẳng sinh, từ vị lai đến hiện tại, từ hiện tại đến quá khứ. Nếu không có tướng thật sinh, thời không có tướng thật diệt. Nếu không sinh diệt, thời không có tứ đế. Nếu không có tứ đế, thời không có pháp bảo. Pháp bảo không có, nên cũng không có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì pháp bảo, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không có pháp bảo, thời không có Phật bảo. Nếu không có Phật pháp, thời không có tăng bảo. Nếu không có tam bảo, thời không có hết thảy các pháp. Có các tội lỗi như vậy, rốt ráo lìa tướng, thời thông suốt không chướng ngại. Nếu nói rốt ráo lìa tướng, nên biết cũng lìa không. Nếu chẳng lìa không, thầy chẳng gọi rốt ráo lìa tướng. Thế nên kinh nói, vì nói bát nhã ba la mật rốt ráo lìa tướng, nên có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy chẳng lìa bát nhã ba la mật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng do hai lìa tướng mà được hai lìa tướng, vì rốt ráo không, không nên nạn hỏi. Tu Bồ Đề biết Phật nói tướng thậm thâm, nên bạch Phật rằng, nếu Bồ Tát tu hành được như vậy, là tu hành theo nghĩa thậm thâm. Phật chấp nhận lời ấy rằng, Bồ Tát có thể làm việc khó làm, có thể tu theo nghĩa thậm thâm như vậy, mà không chứng quả nhị thừa. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát nhất tâm dùng lợi trí thâm nhập vào không mà không chứng niết bàn, ấy là việc khó. Tu Bồ Đề thưa, như tôi hiểu nghĩa của Phật nói, việc ấy không khó. Vì sao? Vì người ấy không nắm bắt được tướng nhất định của nghĩa thậm thâm có thể thủ chứng, không nắm bắt được tướng bát nhã ba la mật, không nắm bắt tướng người chứng, thời ai sẽ do nghĩa thậm thâm để thủ chứng? Nếu không thủ chứng thậm thâm ấy, thời ai sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ấy gọi là Bồ Tát tu hành không có đắc gì. Tu đạo ấy thời soi rõ hết thảy pháp. Hỏi, Phật nói rằng khó, Tu Bồ Đề nói rằng không khó, nghĩa của thầy và đệ tử phải đồng nhau, cớ sao lại trái nhau? Đáp, Phật theo nghĩa thế đế nên nói khó, Tu Bồ Đề theo đệ nhất nghĩa nên nói không khó. Phật nói Bồ Tát được nghĩa thậm thâm, Tu Bồ Đề nói Bồ Tát không được nghĩa thậm thâm. Phật cho rằng Tu Bồ Đề vì chúng sinh nên nói, có người nghe việc khó thầy phát tâm nên nói là khó, có người nghe việc khó mà thoái thất nên nói không khó, ấy gọi là Bồ Tát hành hạnh không có đắc gì. Chú trong hạnh ấy thông suốt hết thảy pháp không chướng ngại. Tu Bồ Đề nói, nếu Bồ Tát nghe nói Bồ Tát rốt ráo lìa tướng như vậy, không có pháp khả chứng, không có người thủ chứng, cũng không có bát nhã và vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà không kinh không nghi, thông suốt không chướng ngại, ấy gọi là tu bát nhã ba la mật. Người tu bát nhã ba la mật gọi là chân hành thâm hành. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy không thấy bát nhã ba la mật, cũng không thấy ta tu bát nhã ba la mật, không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không thấy do pháp ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả đều không có phân biệt. Bồ Tát ấy an trú trong thật tướng các pháp nên không khởi tâm phân biệt rằng, nhị thừa cách xa ta, Phật đạo cách gần ta. Trong đây nói thí dụ hư không là để rõ nghĩa rốt ráo không. Bát nhã ba la mật tuy không, nhưng nếu có chỗ tu hành có thể thành việc ấy. Thí như người gỗ tùy ý làm việc gì đều có thể làm được. Giá lại phát hỏi Tu Bồ Đề, chỉ bát nhã ba la mật không có phân biệt, hay các ba la mật khác cũng không có phân biệt? Nếu chỉ bát nhã ba la mật không, không có phân biệt, thời các ba la mật khác lẽ đáng là có tướng. Vậy thời Bồ Tát đạo có chỗ khác biệt không bình đẳng. Lại trong phẩm đầu nói, khi tu thí ba la mật không có người thí, người nhận cũng không có tài vật, làm sao nói khác? Nếu cả năm ba la mật đều không, thời không có phân biệt, không có sáu tên gọi khác nhau cũng không thể tu hành. Tu Bồ Đề đáp, năm ba la mật cũng không, không có phân biệt, nhưng đối với người mới phát tâm chưa được vô sanh pháp nhẫn, thời có phân biệt. Thí như bốn sông, khi chưa hội về biển cả, thời có tên gọi riêng biệt. Khi đã vào biển cả,
Thầy không có sai biệt, Bồ Tát cũng như vậy. Theo tục đế, thầy có sai biệt, theo đệ nhất nghĩa đế, thầy không có sai biệt. Xá Lợi Phất hỏi, sắc cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác và tính vô vi cũng không có phân biệt. Nếu pháp ấy không, không có sai biệt, làm sao có sáu đạo chúng sinh sai biệt, làm sao có phân biệt tu đà hoàn cho đến Phật đạo. Tu Bồ Đề đáp, các pháp tùy rốt ráo không, không có phân biệt, mà vì tâm chúng sinh cuồng si điên đảo khởi lên thân khẩu ý nghiệp, theo nghiệp thọ báo thân, chính tham dục là gốc. Chỉ vì tham dục bức bách nên sanh tâm chấp trước, chứ các pháp không có định tướng. Nghiệp quả báo là sáu nẻo luân hồi, do vậy nên biết không, không có phân biệt, ấy là gốc thật. Chỉ vì điên đảo không thật nên có sáu nẻo luân hồi sai khác. Lại, các bậc hiền thánh tu đà hoàn vân vân cũng nhân pháp xuất giáo không, không có phân biệt mà xuất sinh, nghĩa là do dứt ba kiết sử chứng quả tu đà hoàn. Ba kiết sử tức là điên đảo, biết điên đảo trừ hết gọi là dứt, dứt tức là không, không có phân biệt. Theo thế đế nên giả gọi là người chứng được pháp ấy nên gọi là tu đà hoàn. Thế nên biết người tu đà hoàn và quả tu đà hoàn xuất giáo không, không có phân biệt. Có, cho đến Phật và Phật đạo cũng như vậy. Trong đây nói nhân duyên, chẳng phải chỉ hiện tại không có phân biệt mà chư Phật quá khứ, nhiều như các sông Hằng, do hết thảy phân biệt đều dứt, nên vào vô dư niết bàn, không có một tí pháp có định tướng có thể phân biệt. Hết thảy pháp rốt ráo không, vì vào cửa như pháp tánh thực tế, thế nên nói pháp nhân duyên thập thâm, vì vào ba cửa ấy, Bồ Tát nên tu Bát Nhã Ba La Mật không có phân biệt như vậy. Tu Bát Nhã Ba La Mật không có phân biệt, nên chứng được pháp không có phân biệt, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cuốn 79 giải thích phẩm trúc lụy thứ 66, kinh Đại Bát Nhã phần 2 ghi phẩm thật ngữ thứ 65. Kinh: Bấy giờ trời đế thích bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nói như vậy, đáp như vậy là thuận theo pháp chăng, là đáp đúng chăng? Phật bảo trời đế thích: Này Kiều Thi Ca, lời ông nói và đáp đều thuận theo pháp. Trời đế thích thưa: Hy hữu thầy, điều Tu Bồ Đề vui nói đều là nói về không vô tướng vô tác bốn niệm xứ cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo trời đế thích: Tỳ kheo Tu Bồ Đề, trong khi tu hạnh không thí ba la mật còn không thể có được, huống gì người hành thí ba la mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật còn không thể có được, huống gì người hành Bát Nhã Ba La Mật bốn niệm xứ không thể có được, huống gì người tu bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo không thể có được, huống gì người tu tám phần thánh đạo thiền giải thoát tam muội định không thể có được, huống gì người tu thiền giải thoát tam muội thịnh mười lực của Phật không thể có được, huống gì người tu mười lực của Phật bốn việc không sợ không thể có được, huống gì người được bốn việc không sợ bốn trí vô ngại không thể có được, huống gì người được bốn trí vô ngại đại từ đại bi không thể có được, huống gì người thực hành đại từ bi 18 pháp không chung không thể có được, huống gì người được 18 pháp không chung vô thượng chánh đẳng chánh giác không thể có được, huống gì người được vô thượng chánh đẳng chánh giác nhất thiết trí Như Lai không thể có được, huống gì người sẽ làm Như Lai pháp vô sinh không thể có được, huống gì người chứng pháp vô sinh 32 tướng không thể có được, huống gì người được 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình không thể có được, huống gì người được 80 vẻ đẹp tùy hình. Vì cớ sao, này Tiểu Thi Ca, vì tỳ kheo Tu Bồ Đề đối với hết thảy pháp tu hạnh đi tướng, đối với hết thảy pháp tu hạnh không có sở đắc, đối với hết thảy pháp tu hạnh không, đối với hết thảy pháp tu hạnh vô tướng, đối với hết thảy pháp tu hạnh vô tác, đó là sở hành của tỳ kheo Tu Bồ Đề, muốn sánh với Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã Ba La Mật trăm phần không kịp một, ngàn vạn ước phần cho đến toán số thí dụ không thể sánh kịp. Vì sao? Vì trừ Phật hạnh, Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật đối với các hạnh của Thanh Văn Bích Chi Phật là tối tôn, tối diệu, tối thượng. Vì thế nên Bồ Tát muốn được tối thượng đối với chúng sinh, hãy nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì các Bồ Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật đã vượt quá Thanh Văn Bích Chi Phật mà vào Bồ Tát vị, đầy đủ được Phật Pháp, được trí nhất thiết chủng, dứt hết tập khí phiền não, thành Phật. Trong hội chúng, trời 33 lấy hoa trời Mạn Đà La giải lên trên Phật và Tăng. Khi ấy, 800 tỷ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy hoa giải lên Phật. Trạch áo vai phải, chấp tay, gối phải quỳ sát đất, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ tu hạnh vô thượng ấy, hàng Thanh Văn Bích Chi Phật không thể tu được. Bấy giờ Phật biết tâm hạnh của các tỷ kheo bèn mỉm cười. Như pháp của chư Phật có các thứ ánh sáng đủ màu sắc, xanh vàng đỏ trắng phù thủy, từ miệng Phật phóng ra chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi trở lại
vào trên đỉnh Phật. Bấy giờ A Nan trịch áo vai bên phải, gối phải quỳ sát đất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì nên mỉm cười? Chư Phật chẳng vì không có nhân duyên mà cười. Phật bảo A Nan: 800 tỷ kéo ấy vào kiếp tinh tú sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các Phật ấy đều có danh hiệu tán hoa, chúng tỷ kheo tăng cõi nước thọ mạng đều đồng nhau, mỗi mỗi trải qua 10 vạn năm xuất gia làm Phật. Khi ấy các cõi nước thường có mưa hoa trời năm sắc. Vì thế nên Bồ Tát muốn tu hành tối thượng hãy nên tu Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo A Nan: Nếu kẻ thiện nam người thiện nữ tu được Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, nên biết Bồ Tát ấy đã chết từ trong cõi người và sinh đến đây, hoặc chết ở cõi trời Đâu Xuất lại sinh đến đây, hoặc ở trong cõi người, hoặc ở trên cõi trời Đâu Xuất. Khi ấy đã rộng nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Này A Nan, ta thấy các Bồ Tát ấy tu được Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Này A Nan, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, thọ trì đọc tụng thân cận, nhớ nghĩ đúng, trở lại đem Bát Nhã Ba La Mật dạy người tu đạo Bồ Tát, nên biết Bồ Tát ấy từng đối diện trước Phật nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm cho đến thân cận và gieo trồng căn lành ở chỗ Phật. Kẻ thiện nam người thiện nữ sẽ nghĩ rằng: Chúng ta chẳng phải gieo trồng căn lành đối với thanh văn, cũng chẳng từ thanh văn nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Này A Nan, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ thọ trì Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, đọc tụng thân cận, tu theo nghĩa theo pháp, nên biết kẻ thiện nam người thiện nữ ấy mặt từng thấy Phật. Này A Nan, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, tín tâm thanh tịnh không thể phá hoại, nên biết kẻ thiện nam người thiện nữ ấy từng cúng dường Phật trong căn lành, đắc ý với thiện tri thức. Này A Nan, ở nơi ruộng phước của chư Phật trong căn lành, tuy không hư dối, nhưng phải được thanh văn bích chi Phật và Phật mới được giải thoát. Nên phải rõ ràng, sâu xa, tu sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết trùng. Nếu Bồ Tát rõ ràng, sâu xa, tu sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết trùng, người ấy nếu trụ vào thanh văn bích chi Phật đạo mà không chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời không có lẽ ấy. Thế nên A Nan, ta đem Bát Nhã Ba La Mật phó chúc nơi ông, nếu ông thọ trì hết thảy pháp, trừ Bát Nhã Ba La Mật hoặc quên hoặc mất, lỗi ấy nhỏ nhặt không có tội lớn. Nếu ông thọ trì Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, nếu quên mất một câu, lỗi ấy rất lớn. Nếu ông thọ trì Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, sau trở lại quên mất, tội ấy rất nhiều. Thế nên A Nan, ta phó chúc nơi ông Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm ấy, ông hãy khéo thọ trì đọc tụng cho thông suốt. Này A Nan, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ thọ trì Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, thời là thọ trì vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Này A Nan, nếu kẻ thiện nam người thiện nữ hiện tại muốn cung kính tôn trọng tán thán cúng dường ta hoa hương anh lạc hương bổn hương nước y phục phan lọng, hãy nên thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, đọc tụng thuyết giảng thân cận cung kính, tôn trọng tán thán cúng dường hoa hương cho đến phan lọng. Này A Nan, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật là đã cúng dường ta và cúng dường chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, tín tâm thanh tịnh cung kính, thời là đã tín tâm thanh tịnh cung kính, ưa thích chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Này A Nan, ông ưa thích Phật không rời bỏ, nên ưa thích Bát Nhã Ba La Mật chớ rời bỏ. Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm cho đến một câu không nên quên mất. Này A Nan, ta nói nhân duyên phú chúc rất nhiều, nay chỉ lược nói. Như ta là Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật cũng là Thế Tôn, thế nên có nhiều nhân duyên ta phó chúc cho ông Bát Nhã Ba La Mật. Này A Nan, này ta ở giữa hết thảy thế gian trời người Atula mà phó chúc cho ông. Những ai muốn không bỏ Phật, không bỏ pháp, không bỏ tăng, không bỏ vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, thầy hãy cẩn thận chớ bỏ Bát Nhã Ba La Mật. Đó là điều ta giáo hóa đệ tử. Nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ thọ trì Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng, lại vì người khác mỗi mỗi nói rộng nghĩa ấy, khai thị diễn giảng phân biệt làm cho dễ hiểu, kẻ thiện nam người thiện nữ ấy chóng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chóng gần nhất thiết trí. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật quá khứ vị lai đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh. Này vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật hiện tại ở phương Đông Nam Tây Bắc bốn góc trên dưới cũng từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh. Thế nên các Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hãy nên học sáu Ba La Mật.
Vì sáu ba la mật là mẹ của Bồ Tát, xuất sinh các Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát học sáu ba la mật, thời đều sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, nên ta một lần nữa đem sáu ba la mật phó chúc cho ông. Này A Nan, sáu ba la mật ấy là pháp tạng vô tận của chư Phật. Mười phương chư Phật hiện tại thuyết pháp đều từ pháp tạng sáu ba la mật xuất sinh. Như chư Phật quá khứ cũng từ trong sáu ba la mật tu học được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật vị lai cũng từ trong sáu ba la mật tu học được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đệ tử của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều từ trong sáu ba la mật tu học mà diệt độ, đã được, nay được và sẽ diệt độ. Này A Nan, ông là hạng thanh văn mà thuyết pháp khiến cho chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới đều chứng được quả A La Hán, vẫn chưa phải là việc của đệ tử ta. Nếu ông đem một câu tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật dạy hạng Bồ Tát, thời là làm việc của đệ tử ta, ta cũng hoan hỷ hơn là dạy chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới khiến chứng được quả A La Hán. Lại nữa, này A Nan, chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới chẳng trước chẳng sau, cùng trong một lúc đều chứng được quả A La Hán. Các A La Hán ấy tu công đức bố thí, trì giới, thiền định, công đức ấy nhiều chăng, A Nan thừa rất nhiều. Bạch Thế Tôn, Phật dạy, này A Nan, chẳng bằng đệ tử đem pháp tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật giảng nói cho Bồ Tát, cho đến chỉ một ngày, phước rất nhiều. Không cả một ngày, chỉ nửa ngày, không kể nửa ngày, chỉ khoảng một bữa ăn, chỉ trong một lát giảng nói, phước kia rất nhiều. Vì sao? Vì trong căn lành của Bồ Tát hơn hết thảy thanh văn bích chi Phật. Bồ Tát tự mình muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng khai thị giáo hóa, lợi ích vui mừng cho người khác, khiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, Bồ Tát tu sáu ba la mật, bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng như vậy, tăng ích căn lành, nếu không được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời không có lẽ ấy. Khi nói phẩm Bát Nhã Ba La Mật, Phật ở trước bốn chúng đệ tử và trời người rồng quỷ thần, khẩn Na La, Ma Hầu, La Già, biến hóa thần thông, khiến đại chúng đều thấy Phật A Xúc với chúng tỷ kheo tăng vây quanh Phật nghe thuyết pháp. Đại chúng nhiều như biển cả, đều là A La Hán sạch hết lậu hoặc, không còn phiền não, đều được tự tại, được hảo giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm kia điều hòa nhu nhuyến như voi lớn, việc cần làm đã làm xong, chóng được lợi mình, sạch hết các thứ kiết sử ba cõi, chánh trí được giải thoát.